gia đình nghèo, ông Trần Bá Dương vươn lên hoàn cảnh, thi đậu và tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Sau khi ra trường, ông xin làm công nhân sửa chữa ô tô. Công việc đầu tiên là vét mỡ bò. Nhờ kiến thức tại trường đại học, ông Dương đưa ra dự án chuyển đổi tay lái nghịch được Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận nên công ty đã giao cho ông làm quản lý tổ sửa chữa lưu động, làm khoán. Năm 1997, ông xin nghỉ và thành lập công ty riêng với tên gọi Trần Bá Trường Hải. Ban đầu, Trường Hải chỉ buôn bán ô tô, nhưng đến năm 2000, công ty bắt đầu lắp ráp xe tải hạng nhẹ mang thương hiệu Kia, để rồi những năm sau đó tiếp tục bắt tay với Mazda và Peugeot. Sang năm 2001, Trường Hải chính thức tung ra sản phẩm đầu tiên của dòng xe tải nhẹ và đã được thị trường chấp nhận, đặt hàng rất lớn. Tháng 3 năm 2003, đánh dấu bước đi quan trọng và có phần liều với Trần Bá Dương khi ông cho khởi công xây dựng khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai. Trần Bá Dương tâm sự: "Chúng tôi ra Chu Lai cũng giống như bước qua một con sông mà hủy luôn cây cầu, tức là không có đường lùi. Ngày đó, tôi nói anh em trong công ty rằng, một là mình sẽ thành công và kéo dài đến năm 2018, hai là mình sẽ chết tại Chu Lai, thất bại tại Chu Lai. Khu liên hợp này được hoàn thành vào cuối năm 2004, lắp ráp các dòng xe tải, xe buýt. Năm 2008, một nhà phân phối xe hơi của Singapore chi 77 triệu USD để mua 20% cổ phần của công ty. Được rót vốn lớn, Trường Hải nhanh chóng mở rộng và tăng trưởng mạnh mẽ các năm sau đó, thậm chí vượt qua cả Toyota để trở thành doanh nghiệp bán nhiều xe nhất trên thị trường Việt Nam. Năm 2020, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, ba thương hiệu xe của Thaco một lần nữa vượt lên gần 76.000 xe, con số lớn nhất từ trước tới nay, trong khi Toyota là gần 71.000 xe. Khi khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, ông Dương nhận được sự giới thiệu và lời mời gọi của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và hy vọng sẽ có những công trình để đời sau này. Thaco và Đại Quang Minh đã quyết định nhận lời. Ông Dương giải bày: "Khi đó, Thaco chúng tôi đã đánh giá là nếu đầu tư vào Thủ Thiêm thành công thì sẽ ghi dấu ấn, đóng góp rất lớn vào phát triển Thủ Thiêm nói riêng và thành phố nói chung. Đây cũng là một thách thức rất lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có nguy cơ phá sản nếu không thành công." Theo tỷ phú Dương, với tinh thần dám đối diện, vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội để phát triển, đến nay đã có một khu đô thị kiểu mẫu tại Thủ Thiêm. Khủng hoảng nợ nần đã khiến Hoàng Anh Gia Lai không thể gượng dậy và đầu năm 2018, Bầu Đức đã mời gọi sự giúp sức của ông Dương để cùng mình vực dậy Hoàng Anh Gia Lai trong lĩnh vực nông nghiệp và hoàn thành các dự án bất động sản tại Myanmar. Sau 2 năm đứng ngoài hỗ trợ, mới đây, Thaco đã quyết định mua lại công ty nông nghiệp của Bầu Đức là Hoàng Anh Gia Lai Agrico. Theo ông Dương, Hoàng Anh Gia Lai Agrico có tiềm năng rất lớn, nhờ quỹ đất khổng lồ lên tới 84.000 hectare và nếu thành công sẽ vươn lên tầm khu vực và thế giới. Ông Dương khẳng định đây sẽ là thử thách cuối cùng của cuộc đời và ông tin rằng mình sẽ làm được. Kết quả là Bầu Đức đã tuyên bố Hoàng Anh Gia Lai cứ học theo cách ông Dương làm. Cổ phiếu HNG của Hoàng Anh Gia Lai Agrico dậy sóng, đạt mức giá trần liên tiếp nhiều phiên. Thành công với sản xuất công nghiệp quy mô lớn và có hàng chục nghìn lao động trực tiếp trong chuỗi sản xuất cơ khí, ô tô, nên giấc mơ nuôi bò, nuôi heo của ông Dương cũng khác người, với đích đến là đàn bò cả 100.000 con hay đàn lợn sẽ cả 1.000.000 con. Ông Dương chia sẻ, may mắn không bao giờ đến mãi và may mắn không bao giờ là 99%. Để tạo nên thành công, 99% vẫn là chất xám, công sức và mồ hôi của mình.